Chào quý vị và các bạn, mình là chủ camera Bình Đại. Bây giờ mình chuẩn bị đi xuống giao tiền cho dì Lan nha các bạn. Nhà dì Lan ở dưới Hàng Còng các bạn, đường này đi xuống. Bây giờ mình đi xuống dưới. Con cũng chờ cái có bà con nào ủng hộ cho dì Năm không mà không có. Thì hổm rồi con cũng chờ cũng hơi lâu rồi, có bé Giang Ngân nè, nó gửi cho dì 1 triệu với chú Tư Liệt là gửi cho dì Năm là 50 đô. Thì con gửi dì Năm, đây là 1 triệu nè. Ở đây là 50 đô nè. Hổm rồi con cũng đợi cái có ai cho thêm không mà không có thì thôi để nay con gửi cho dì Năm. Để cho bữa thứ hai là dì Năm đi á. Dì Năm đi khám bệnh. Ủa thứ hai đi là bác sĩ hẹn dì Năm đi hay là dì Năm đi? Bây giờ dì Năm đi về Long An. Về Long An rồi sáng thứ hai rồi dì Năm mới đi thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy luôn. Bây giờ ngày mai là dì Năm đi lên. Sáng mai là dì Năm lên nhà thương mình. Rồi để chứng cái giấy mà bảo hiểm chứ đâu có vượt trạm được. Vượt trạm là nó tính tiền cao lắm. Rồi thành ra bây giờ dì Năm nói là để đi chứng giấy bảo hiểm, ông biết tao từ sáng giờ mà tao chưa lên trình, tao chưa đi. Nên nói bữa nay rồi thứ sáu rồi, mai thứ sáu rồi. Rồi ngày mai sáng thứ bảy ông đi sớm, để tao sắp giấy tao đi nộp đăng ký rồi thì tao đi về trở. Rồi chị Năm mấy cái nhà tao nói là 100 triệu là mình có bảo hiểm là còn 80 triệu. Đó, 80 triệu với 70 triệu. Thì bây giờ mình đã tài trước là 40 triệu. Rồi thiếu đủ nhiêu rồi chừng mình ra ca ha. Cũng như người ta khám xong hả hay là mổ? Mổ xong người ta vô cho vô tia luồn tia cho mình, nó xong trong cái này rồi á, rồi người ta mới tính tiền mình. Thiếu đủ chừng đó thì người nhà về nhà mà mình chạy tiếp chạy tiếp tiền. Chứ giờ thì trong khi với mà dì Năm còn nằm trển thì làm sao chạy trốn đi đâu được. Về người nhà cũng phải quơ cái này không quơ cái kia, không bán cái này cũng phải bán cái kia, rồi quơ đem lên đó. Thành ra bây giờ dì Năm phải chịu vậy. Tao cũng mới nói với ổng mà, tao nói hồi nhỏ lớn không có bệnh, bây giờ mang cái chứng bệnh này tao không biết chứ không thì mình cũng đâu có ở áp đức. Tao khổ, tao nói không, một tháng mà tính ngay là 4 tháng nè, bỏ cái thì 19 tháng chạp đi, rồi tháng giêng nè, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, rồi bước vào tháng 5 rồi nè, rồi 5 tháng mà dì Năm ăn chưa được là 2 lít gạo, mày suy nghĩ đi. Ăn ít dữ vậy gì nữa, ăn không được hả? Ăn không có được. Rồi cái sáng á tao đi mua và ăn 10.000 bạc bánh canh mà không có thịt nha. Rồi bây giờ thì con đem xuống đây. Dì Năm nói bây giờ con thì dì Năm cũng nhờ con thì giúp đỡ rồi. Con thì biết mặt mấy người đó. Dì nói dì Năm thay mặt con nói dì Năm cảm ơn. Chứ giờ dì Năm đâu có biết nói làm sao. Họ ta hỏi mày chứ giờ kêu họ bán nhà cũng đâu phải rất dễ mà kêu mau. Giờ dì Năm cũng đi lên tỉnh coi làm sao rồi. Thì đó bây giờ lên tỉnh đó rồi, bây giờ coi thằng cháu á, bây giờ coi hỏi nó coi giờ bao nhiêu mà bây giờ vô á thì cho làm ơn làm phước làm liền cái đừng để cho tao nằm 5-10 bữa hay nửa tháng kéo dài chắc tao chết luôn chứ khỏi cần đi nữa. Người ta cũng có nói nó như vậy nữa đó. Tiền cố thế ra tao nói tao từng nói rồi, tao mạnh nhiều ăn nhiều, có một chén cơm ba ăn chén cơm 1.000 bạc ăn 1.000 bạc chứ tao không khi nào mà xin anh em. Đây là tiền cho dì Nguyễn Thị Lan nha các bạn. Giang Ngân USA 1 triệu, chú Tư Liệt ở USA 50 đô nha các bạn.